Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách trồng cải bẹ xanh ăn non trong chậu. Thì mình trồng cải bẹ xanh ăn non đó các bạn, thì cái thời gian thu hoạch nó ngắn ha, khoảng 18-20 ngày là mình có thu hoạch ăn rồi. Mà cái cọng cải nó non mềm, ăn rất là ngon các bạn. Thì đây là cái gói hạt giống các bạn, cải bẹ xanh mỡ. Rồi mình chuẩn bị đất để gieo trồng cái cải bẹ xanh ăn non này các bạn. Đất thì nếu mà đất cũ ha, mình cuốc xới rồi mình phơi đất khoảng 10 ngày. Đất thì khoảng 50%, rồi mình trộn thêm cái này là phân trùng quế khoảng 20% các bạn. Thì các bạn cũng có thể sử dụng phân bò hoặc là phân gà đã ủ hoai ha. Rồi cái này là cho cháu nè, cháu sống với sơ dừa mỗi thứ 10%. Mình trộn này xong rồi các bạn, rồi bây giờ mình cho vào luôn. Rồi bây giờ mình trộn cho đều các bạn. Rồi mình trộn lên đều các bạn, bây giờ mình phả ra cho nó bằng. Bây giờ mình gieo cải lên các bạn. Thì mình gieo, có thể mình gieo dày hơn gieo bình thường một chút các bạn. Mình ăn no thì gieo dày hơn. Sau đó mình lấy cái bàn cào này nè các bạn, mình cào sơ sơ qua, cào qua cào lại sơ sơ ấy, cho cái hạt cải nó lấp xuống đất, nó lấp hơi xuống đất thì nó nhanh nảy mầm hơn. Xong rồi các bạn có gơm á, thì mình phủ lên một lớp rất là mỏng ở trên các bạn. Mình phủ lên sơ sơ thôi, mỏng ha. Rất là mỏng luôn. Xong rồi mình tưới nước. Hôm nay cải bẹ xanh gieo được 7 ngày các bạn. Rồi, hôm nay mình tưới phân cho cải bẹ xanh các bạn. Ở đây mình tưới phân bánh dầu các bạn. Mình có cái video chia sẻ cách ủ phân bánh dầu á, mình để cái đường link trong phần mô tả của cái video này á, các bạn có thể vào đó để xem. Thì đối với các loại cải á, các bạn mình thấy mình tưới cái phân bánh dầu này thì cải nó rất là tốt. Thì hôm nay mình sẽ tưới phân bánh dầu. Rồi sau đó 5 ngày mình tưới thêm một cữ nữa.
Cải bẹ xanh hôm nay gieo được 14 ngày các bạn. Cải bẹ xanh hôm nay gieo được 17 ngày các bạn. Cải xanh non ngon ghê các bạn. Rồi, hôm nay mình sẽ thu hoạch mình ăn luôn các bạn. Mình đổ xong rồi mình cắt cái gốc. Cái này non mình ăn sống ngon rồi. Non rồi nè, mình xào, luộc, nấu canh. Nó cái cọng nó mềm lắm, rất là non luôn. Mình ăn non vậy á, cái cọng nó mềm lắm. Video chia sẻ cách trồng cải bẹ xanh ăn non trong chậu của mình đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.